sự mất cân bằng quyền lực giữa quân đội và công an có thể gây mất ổn định. Chỉ trong giai đoạn 2016-2021, Chủ tịch nước đã thăng hàm cấp tướng cho tới 574 sĩ quan quân đội và công an, trong đó gồm 400 sĩ quan quân đội và 174 sĩ quan công an. Con số cấp tướng này được coi là nhiều gấp 20 lần so với một số quốc gia trên thế giới. Sáng ngày 28 tháng 11, Quốc hội Việt Nam với 458 trên tổng số 459 đại biểu đã biểu quyết thông qua luật sĩ quan quân đội sửa đổi. Luật sửa đổi lần này đã giới hạn tổng số cấp tướng trong quân đội tối đa là 415 người. Đáng chú ý, luật này có hiệu lực thi hành ngay lập tức kể từ ngày 1 tháng 12 tới đây. Công luận đặt câu hỏi, Quốc hội Việt Nam tiến hành sửa đổi quy định giới hạn tổng số cấp tướng trong quân đội, nhưng tại sao không giới hạn tổng số cấp tướng trong ngành công an? Theo quy định hiện hành, lực lượng công an chỉ được phép có tối đa 205 sĩ quan cấp tướng. Những căng thẳng và xung đột lợi ích giữa hai phe công an và quân đội xuất phát từ việc tranh giành ảnh hưởng, tiếng nói trong Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, cũng như ngân sách nhà nước dành cho hai lực lượng vũ trang này. Phe công an được cho là chiếm ưu thế mạnh hơn do số lượng ủy viên Bộ Chính trị xuất thân từ công an nhiều hơn phe quân đội. Cho dù số lượng ủy viên Trung ương của phe quân đội gấp gần 4 lần so với phe công an. Mối quan hệ giữa quân đội và công an Việt Nam không chỉ là sự phối hợp trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, mà còn là một cuộc cạnh tranh ngầm về quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai lực lượng này có vị thế khác biệt trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Kể từ sau Đại hội lần thứ 12 đến nay, quyền lực của phe công an, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đã gia tăng đáng kể về mọi mặt, đặc biệt về nhân lực và chi phí ngân sách. Trong khi đó, lực lượng quân đội ngày càng tỏ ra thất thế, dẫn đến một sự mất cân bằng về quyền lực. Điều này thể hiện những mâu thuẫn quyền lực ở bộ máy lãnh đạo cấp cao nhất. Nhiều dấu hiệu cho thấy trước sự mất cân đối quyền lực có thể gây nguy hiểm cho ổn định bộ máy nhà nước. Gần đây, khi Tổng Bí thư Tô Lâm có nhiều dấu hiệu lấn lướt và lạm quyền trong việc sắp xếp cũng như bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao trong Đảng. Điều đó đã khiến cho tướng lĩnh quân đội có các biểu hiện trỗi dậy. Theo giới phân tích, trong thời gian gần đây, các phe nhóm của các tướng lĩnh quân đội đã có nhiều dấu hiệu hợp nhất bỏ qua các vấn đề bất đồng trong nội bộ của Bộ Quốc phòng. Phe quân đội hiện đang triển khai phối hợp cùng các phe phái khác trong Đảng với mục tiêu nhằm giảm ảnh hưởng của Bộ Công an và ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong các kỳ họp Trung ương Đảng gần đây, phe tướng lĩnh quân đội tỏ rõ khả năng có tiếng nói quyết định trong chính sách lớn của Bộ Chính trị. Chẳng hạn như việc loại bỏ hay bổ sung các nhân vật quyền lực hoặc tái cấu trúc cơ cấu lãnh đạo. Theo thông tin do rỉ trên mạng xã hội, tại hội nghị bất thường vừa qua khi Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị bổ sung một số nhân sự của Bộ Chính trị, nhưng sự dẫn dắt của phe quân đội, đề nghị của Tô Lâm lập tức bị đa số các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng loạt bác bỏ. Cũng theo thông tin nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra, sự ủng hộ của Trung ương đối với Tổng Bí thư Tô Lâm tại thời điểm hiện nay đang ở mức thấp nhất. Khả năng cao Chủ tịch Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính, vốn là các nhân vật thân Trung Quốc, sẽ vượt qua ông Tô Lâm trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin sự mất cân bằng quyền lực giữa quân đội và công an có thể gây mất ổn định. Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Liệu việc tinh gọn bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ bất thành hay không? Sau khi trở thành người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu tháng 8 năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm ngay lập tức đưa ra những tuyên bố hứa hẹn một kỷ nguyên mới của dân tộc. Điều đó đã tạo ra một không khí hồ hởi, phấn khởi trong bộ phận không nhỏ của người dân, kể cả một số tri thức. Tuy nhiên, cho đến nay, đã bước sang tháng thứ 5 trên cương vị Tổng Bí thư, công chúng thấy Tô Lâm chỉ nói chung chung, chứ chưa làm được gì cụ thể cả. Thậm chí, từ chủ đề được cho là cải cách thể chế, bất ngờ ông Tổng Bí thư Tô Lâm cũng phải chuyển sang chủ đề tinh gọn sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị. Nhưng sự thật, chủ trương tinh gọn sắp xếp lại bộ máy là một di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
đã từng được khởi xướng sau đại hội đảng lần thứ 12 và được nhắc đi nhắc lại đại hội đảng sau này. Tuy nhiên, tới thời điểm Tổng bí thư Tô Lâm, chủ trương cũ kỹ này được lôi ra phổi bụi và lại đánh bóng, cộng với việc tuyên truyền rầm rộ, đã khiến cho không ít người tưởng đó là chủ trương mới của Tô Lâm, phát kiến và sáng tạo. Kết quả thực hiện nghị quyết số 18 về tinh gọn bộ máy từ năm 2017 cho đến nay, bộ máy nhà nước cũng như số lượng công chức, viên chức ngày một phình to ra như đã thấy. Do vậy, dưới thời của Tổng bí thư Tô Lâm, chủ trương này có thể cũng sẽ đi theo vết xe đổ của người tiền nhiệm. Tại sao lại nói như vậy? Cần phải thừa nhận rằng mặc dù mức lương của công chức và viên chức ở Việt Nam được đánh giá là rất thấp, nhưng vẫn có nhiều người sẵn sàng bỏ ra khoản tiền rất lớn để có được vị trí trong cơ quan nhà nước. Bởi lý do lương ít nhưng lậu nhiều. Chưa kể đến việc làm việc trong khu vực công ổn định hơn, ít rủi ro và có chế độ hưu trí tốt hơn. Một số đông có điều kiện tìm đến bộ máy nhà nước để mà kiếm cơ hội thăng tiến và nắm giữ quyền lực. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân họ mà còn cho gia đình và người thân của họ. Điều này thúc đẩy việc chạy chức chạy quyền để tham gia bộ máy công quyền, để từ đó tìm cơ hội leo cao chui sâu. Đây là một trong rất nhiều nguyên nhân tạo ra sức ỳ của bộ máy nhà nước hiện nay, và tinh gọn bộ máy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của các lãnh đạo cũng như những người trong bộ máy của nhà nước. Điều đó sẽ dẫn đến tình trạng bóp chỗ này, phình chỗ kia. Đây là một trở ngại rất lớn cho nhiều, tác động đến nỗ lực tinh gọn và nâng cao hiệu quả bộ máy nhà nước của ông Tổng bí thư đang cố gắng. Hơn thế nữa, nhân sự cho bộ máy nhà nước hiện nay đa số lại là con ông cháu cha, hay những người có tiền mua vị trí, đâu dễ gì mà dẹp được họ. Chưa kể đến, chuyện cũng giống như sáng kiến đốt lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây. Công cuộc tinh gọn bộ máy của ông Tô Lâm phát động cũng có thể chỉ là một thủ đoạn để loại trừ đối thủ chính trị không ăn cánh với mình. Nó hoàn toàn không nhằm mục đích tạo tiền đề cho cái gọi là cải cách thể chế. Ngoài ra, có những nghi ngờ về việc Tổng bí thư Tô Lâm tuyên bố rằng Trung ương đã thống nhất cao Trung ương bất thường ngày 25 tháng 11 vừa qua, và Tô Lâm lạc quan khẳng định còn hơn một năm nữa là Việt Nam vào kỷ nguyên mới. Trong những ngày gần đây, mạng xã hội đã chia sẻ tốc độ chóng mặt một tài liệu phương án sát nhập chỉ còn 31 tỉnh thành trên toàn quốc. Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 11, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ đã bác bỏ thông tin kể trên và khẳng định đó là thông tin không xác thực. Phải chăng những điều kể trên là dấu hiệu cho thấy, cũng như công cuộc cải cách thể chế, phương án xuống thang tinh gọn bộ máy nhà nước của Tổng bí thư Tô Lâm cũng sẽ bất thành? Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin liệu việc tinh gọn bộ máy của Tổng bí thư Tô Lâm sẽ bất thành hay không. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.